Xin chào các bạn và các bạn đến với buổi tường thuật ngày hôm nay của kênh Vô TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một trận đánh gian đu của đồng chí Nguyễn Cường. Tôi xin phép được gọi là anh Cường. Xin giới thiệu qua với mọi người, anh Cường hiện nay đã khá lớn tuổi. Tuy nhiên thì là đam mê với bộ môn nước tăng của anh là rất lớn. Vượt qua các vấn đề về thời gian, về công việc và nhất là lỗi sợ vợ thì anh Cường đã gắn bó với tăng được năm thứ tư, và đây là lần đầu tiên anh Cường lên sóng. Chúng ta sẽ theo dõi một trận đánh của T115 do anh Cường cầm lái.